Archangel Predator muốn lao vào khu nhà của Senzo, và người gần nhất với Kang cũng như Rap sẽ là Mad Dog. CJ phát hiện ra Rap rồi và ngay lập tức thì anh ta phải nằm xuống. Mad Dog hỗ trợ những đội của mình và là người đầu tiên tiên phong đẩy lên. Đồ được trả vào, góc đứng của Senzo sẽ bị ép thôi, thậm chí còn có thêm cả team fight ở đây ngay đây nữa. Và bỗng nhiên thì lại có Zekic double knock vào dành cho Alinbot. Anh ta có một tình huống transverse spray cực kỳ tuyệt vời. 17 viên còn lại không quá tự tin vào những tình huống đẩy luôn. Khi thiếu thông tin anh ta sẽ trả đồ vào trước. Senzo nhận ra đây cũng là cơ hội của mình để phản kháng lại và càng knock ngăn vị trí của Alinbot rồi. Cuộc hỗn chiến này tạm thời vẫn chưa có kết quả khi sau cùng thế trận lại bắt đầu có dấu hiệu xoay chiều. CJ tiếp tục tiến công vào, càng nằm rồi. Senzo có thêm một người nữa nằm xuống và họ sẽ mất đi player thứ hai. Đây sẽ chỉ còn là cuộc chiến giữa Archangel Predator cũng như là T5 thôi. T5, vị trí của Rosetted có vẻ như sẽ được cứu lên thôi. Trong khi đó thì Archangel Predator họ chỉ còn lại 3 player đang cố gắng co cụm đến từ vị trí của Nan cùng đội của mình. Và trước đó thì đội hình bên phía team Tina Tân Phai và Made in Thái Lan đang có từng mất người. Và đó là mạng hạ gục đầu tiên dành cho dưới X-Men Able 8 tất. Thanos phải ra đi và Tina Tân Phai kết thúc thành công vị trí của chàng CJ18 cùng với cả cái tên của Mad Dog nữa. Chỉ còn lại một mình tên Nan thôi. Nan cố gắng sinh tồn ở đây, đổi được cho mình hai mạng rồi. Và đây sẽ là tiếng 1v1 đến từ Nan. Và Nan không thể làm gì trước vị trí của Rusetit. Có ít người. Khó dành cho Levit rồi. Một tiếng trước đó đã bị cấu máu. Và Z dễ dàng knock đi anh chàng này. Và bây giờ thì Z cũng đang là mục tiêu để đối phương ngắm tới. Một tiếng táp rất tốt đến từ vị trí của Z. Và lần này thì giới Expandable chỉ còn lại giết một player mà thôi. Cơ hội nào dành cho họ đây. Trong khi đó thì Attack on Around gian cú ốp khiến cho vị trí NRX Nisiel đã phải knock. Dù sao thì đây cũng là một vị trí mà Daytrade có thể chấp nhận được. Nó đã ở phía bên trong vòng bò rồi. Sunburst họ lại đang tiếp cận với team Blisker. Và người vừa nằm xuống đó là Inside. Mastic đánh giá là quan trọng nhất trong đội hình của team Blisk. Nằm xuống thì đây sẽ là cơ hội để cho chúng ta Mirage làm được gì hay không đây. Anh ta vẫn đang cố gắng tìm kiếm cơ hội của mình với Đức Mỹ. Nhưng thử sức chưa được một cái điều gì cả. Inside có vẻ sẽ được cứu lại đến từ người đồng đội của mình. Trong khi đó thì Attack on Around chỉ còn lại bộ đôi gian cũ ốp cùng với Game mà thôi. Dễ dàng sẽ đổi mấy mạng đây trước thêm bên phía team NRX. Một tiếng nết trả lên là rất khó chịu. Gian cốp đang cố gắng hồi lại lượng máu của mình. Vòng bo cũng đã có rồi. Và La Bendita chính là nơi được gọi tên ở trong phase thi đấu thứ tư này. Nhưng Gian Coop đang phải xử lý vấn đề này một mình. Jam ở cách anh ta quá xa và sẽ không thể nào tới ngay được đâu. Và chỉ cần Suzunami bắt được vị trí của Jam thì đây cũng sẽ là những cái cơ hội mở ra cho đội hình của NRX. Không có một sự thành công nào. Rất khó khăn, chính xác hơn là cái nhà vệ sinh đúng hơn. Nó quá nhỏ để vị trí hùng vô địch. Và tình huống vừa rồi cũng không hề có bất cứ mạng gục nào cả. Trong cái đó thì Hải sẽ ghi knock thành công vị trí của Inside. Tiếp tục là Monty đổi mạng với vị trí của Himat. Đạt Blue cũng đang có góp đam vào và Rose sẽ tự đến từ team fight. Đó là phải nằm xuống. Và tiếp tục thêm cả vị trí của Ranger X nữa. Hiện tại thì các tên bên phía Unicorn Phoenix đã có cho mình cái mạng gục đầu tiên. Nhưng bây giờ thì quá khó giành ở Đạt Blue rồi. Chỉ còn lại một mình tên hùng vô địch mà thôi. Góc đứng này không thể cứu lại ai đến từ hùng vô địch cả. Một quả nết trả ra không đủ lực. Và hiện tại thì vẫn đang sống sót đến từ team phải. Nửa cây máu đến từ Exrozit bay đi. Và sau đó là 50% máu còn lại cũng biến mất. Những đội tuyển Việt Nam chúng ta thời điểm hiện tại, Set, Severus Esports, Unicorn Phoenix đều còn một. Một góc kê trước rất đẹp và sấy gọi là mỹ mãn đến từ Sology. Và team Blitz dừng lại vị trí thứ 12. Sapau đã lên xe và vào bên trong bo trước. Người được cài lại là Z. Nhưng thực sự Z đang gặp rất nhiều sự khó khăn. Anh ta vẫn cố gắng bo. Đối phương yếu máu vô cùng và mỗi người một viên thì chắc chắn là nằm. Đang có tới 3 người bị knock out, trong đó có 2 của Attack on Around và 1 người của Bảo Nam. Extraordinaire có những viên đạn bắn từ phía bên trong vòng bo ra ngoài. Và Z quá khó khăn rồi. Sau cùng anh ta là người cuối cùng sống sót trong đội hình của Bảo Nam. Những người từ bên trong đã bị bắt lại hết. Và Z, anh ta đổi được bao nhiêu trước khi nằm đây? Top 11 cho Attack on Around. Vậy là trước mặt Z không còn người. Đó sẽ là mạng dành cho đội hình bên phía team Daytrade Gaming. Mạng gục thứ 6 dành cho họ rồi. Và quan trọng nhất là họ vẫn còn đầy đủ cả 4 người. Bây giờ chứ còn tính điểm hạng thôi thì họ đã rất sát với các tên bên Unicorn đã. Còn ở đây đó là sắc lọ làm đôi đến từ Sology. Triple kill dành cho Sology. Một tiếng công nhà đến từ Luxurious 1v4. Và bây giờ nó là 1v1 rồi. Tham mình hơi sai. Lửa. Đẩy ra. Đó là kill dành cho Sology. Clutch thành công tiếng này và hồi lại lượng máu là không kịp. Và thời điểm này chỉ là những quả smoke đang cố gắng cứu vãn hết thời gian mà thôi. Hết smoke, Kasun phải nằm xuống. Và bây giờ trong quả smoke kia là player cuối cùng của đội hình bên phía Senzo. Confirm luôn đến từ vị trí Bad Red rồi. Magic Esports đang cố gắng check rất cẩn thận. Còn Steel một góc kê trước nhưng mà chỉ biết là sủi thôi. Đối phương spam lại không trúng bất cứ viên đạn nào cả. Và hiện tại thì Steel đang ở trong nhà rồi nhưng lượng máu còn lại là 63 HP. Có vẻ như sẽ đoán ra đến từ Magic Esports. Thời điểm này là quá khó khăn. Flash bút vào bây giờ thôi xong.
hết cơ hội dành cho Senzo ở trong cái thi đấu này. Đây trade phát hiện ra player cuối cùng đến từ TX Spinable và đây trade hôm nay hạ Việt Nam hơi nhiều. Chính xác, chúng ta cũng không còn bất cứ một team Việt Nam nào nữa. One Non cũng mất đi lượng máu tương tự và cả hai bên đều có những người rất yếu máu. Nếu nấp vào được Vianger rồi, thêm cả Extraordinaire đang xả đạn sang. Checking đẩy vào, 1, 2, 3, 4 muốn rời đi. Và anh ta chạy được đi đâu hay không, đây một tình huống xây trước đến từ Checking. Và anh ta có được điểm cục đầu tiên của Down, muốn chạy ra phía nước ngoài một bộ. Một cái tỷ lệ mà ta nằm xuống cũng rất cao rồi. Đây sẽ là điểm cục dành cho bên phía của Magic Esports thôi. Top 4 cho Under Eagle. Nhiều loạt đạn được spam vào và đây Trade đang phối hợp với nhau cực kỳ tuyệt vời. Một rừng smoke trắng cả một ngọn đồi. Nhưng nó sẽ câu được thêm bao nhiêu thời gian nữa dành cho bên phía của Magic đây. Belmont tạm thời bị trắng bay, ta ăn thêm hai quả flan liền nhau. Khá là khó để cho Belmont có thể làm được gì, nhưng những người đồng đội của anh ta thì không khó như vậy. Extraordinaire tận dụng khoảng trống này để cố gắng xả đạn về phía đối phương. Để Trade mất đi người đầu tiên rồi. Fed Red cũng vừa bị đông ảo do outside play zone. Thêm những người tiếp theo sẽ tràn tới. Drake đông ảo được vị trí của Belmont và bây giờ bỗng nhiên chúng ta lại nhìn thấy những lợi thế dành cho bên phía của Extraordinaire. Không biết rằng sẽ kiếm thêm cho mình cái lượng đạn 7 kiểu gì đấy, nhưng đây rồi. Một tiếng nhảy lên để ném đồ và quả nết rơi ngay dưới chân ví dụ Kit ạ. Các tên bên phía đây chết đã có mình lợi thế hơn người và họ đang muốn đẩy lên để kết thúc đi hoàn toàn đối phương. Bây giờ thì sống sót kiểu gì đây và tiếp tục đó là Fuji. Norin phải nằm xuống nhưng không vấn đề gì cả bởi vì đó là 2v1. Và xin chúc mừng các tên bên phía đây chết game mình. Họ có trong cái top 1 với 11 kill.